Xin chào các bạn. Ở trong bài học này thì mình sẽ chia sẻ về việc làm thế nào để có thể cập nhật những cái bản vá lỗi cho Windows 10 để tránh bị những kẻ gian khai thác những cái lỗ hổng bảo mật do không được cập nhật. Thì trong mục cài đặt của Windows 10, bạn sẽ vào mục Update and Security. Thì đây chính là cái giao diện của cái phần update này. Bạn nhìn thấy ở đây có một cái dấu than màu đỏ. Cái dấu chấm than này thì tức là nó thể hiện là máy tính này cần phải được khởi động lại để có thể hoàn thiện hay là hoàn thành xong cái việc update một cái gói đây, update này. Đấy, thì nếu như mà bạn đang có thời gian rảnh thì bạn bấm restart now. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lập lịch để khởi động vào một cái lúc khác. Đấy. Thì tuy nhiên ở trong phần Windows Update này thì mình lưu ý các bạn, chúng ta thực hiện cái việc là để cho máy tính Win 10 sẽ tự động cái việc update này. Đấy, bằng cách các bạn bấm vào mục Advanced Option đây ở dưới này. Đấy. Và ở trong mục mục này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ nhận các bản update từ phía hãng Microsoft là khi mà có những mà hãng này ra những bản update mới. Đấy, tức là chúng ta bật là on. Đấy, tránh cái việc chúng ta chuyển thành off như này thì chúng ta sẽ còn không nhận được bản bản mới nữa. Đấy, cho nên chỗ này là chúng ta để là on nhé. Đấy, tiếp theo đó là chỗ phần là khởi động lại thiết bị này ngay khi cần một cái khởi động sau khi update. Đấy, thì chúng ta để là off, bởi vì là nếu như bạn đang làm việc mà tự nhiên máy tính lại khởi động lại một cách tự động thì có thể làm ảnh hưởng đến cái việc bạn đang làm, cho nên bạn để là off. Đấy. Và để biết khi nào mà chúng ta đang cần tức là đang có cái bản update thì chúng ta nên để chỉ là cái thông báo là on. Đấy.